Thưa quý vị, trong báo cáo vừa gửi tới Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước cho biết đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, trong đó có một số lĩnh vực kinh doanh bất động sản có tính chất đầu cơ, phân khúc bất động sản cao cấp đang dư thừa nguồn cung, chứng khoán, trái phiếu, doanh nghiệp riêng lẻ. Bên cạnh việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động Ngân hàng Nhà nước đã và sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp giám sát, đảm bảo an toàn hoạt động. Thứ nhất, Ngân hàng Nhà nước giám sát thường xuyên liên tục đối với tình hình hoạt động các đơn vị trong hệ thống và xây dựng các báo cáo giám sát an toàn vĩ mô, vi mô theo định kỳ đối với các đối tượng và nhóm đối tượng giám sát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng dư nợ và chất lượng tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao như bất động sản, chứng khoán, tiêu dùng qua hệ thống báo cáo thống kê và từ các nguồn thông tin khác. Trên cơ sở kết quả giám sát, ban hành các văn bản cảnh báo, khuyến nghị đối với các vấn đề cần quan tâm. Thứ hai, Ngân hàng Nhà nước tăng cường công tác thanh tra kiểm tra theo hướng đưa nội dung thanh tra về hoạt động cấp tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro vào kế hoạch thanh tra chuyên ngành đối với các cuộc thanh tra pháp nhân định kỳ hàng năm. Thứ ba, Ngân hàng Nhà nước kiểm soát rủi ro cấp tín dụng đối với phân khúc bất động sản cao cấp đang dư thừa nguồn cung, bất động sản không có nhu cầu thực, bất động sản kinh doanh có tính chất đầu cơ bất động sản. Kiểm soát mức độ tập trung tín dụng vào một số khách hàng, nhóm khách hàng lớn, khách hàng có liên quan đến cổ đông lớn, người có liên quan của cổ đông của tổ chức tín dụng cho vay chéo, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng. Tính tới cuối tháng 7 năm 2023, tín dụng đối với lĩnh vực chứng khoán chiếm tỷ trọng 0,55% tổng dư nợ nền kinh tế, tăng 62% so với cuối năm 2022. Trong đó, dư nợ tập trung để đầu tư, kinh doanh chứng khoán ít rủi ro chiếm 82,7% tổng dư nợ chứng khoán và tăng 72,7% so với cuối năm 2022. Tín dụng lĩnh vực bất động sản tăng gần 5% so với cuối năm 2022, chiếm 21,73% tổng dư nợ nền kinh tế. Quy định người dân được vay ngân hàng nọ để trả nợ cho ngân hàng kia đã chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 9. Sau gần một tháng, nhiều khoản vay đã được giải ngân. Quy định này cũng tạo ra một cuộc cạnh tranh khách hàng vay vốn, bởi lẽ nếu lãi suất cho vay cao, khách hàng có thể chuyển sang ngân hàng khác. Ngân hàng này đã có nhiều khoản giải ngân cho khách hàng vay để trả nợ ngân hàng khác, lãi suất cạnh tranh. Hơn nữa, ngân hàng còn hỗ trợ khách hàng trong việc định giá lại tài sản thế chấp. Hợp lực của cả tập đoàn, chúng tôi có công ty định giá, có công ty liên quan đến vấn đề về xác định khoản vay đó, thì chúng tôi có thể là đưa ra những cái gói phí combo để giúp cho khách hàng tiết kiệm hơn. Và tất cả những chi phí đấy nó nằm trong cái chi phí hợp lý để khách hàng quyết định chuyển từ ngân hàng lãi suất cao về với ngân hàng lãi suất nó hợp lý hơn. Ngân hàng A cho khách hàng vay để trả nợ ngân hàng B và ngân hàng A cũng chấp nhận thẩm định chính tài sản đang thế chấp tại ngân hàng B để khách hàng không phải phát sinh thêm tài sản khác. Bằng rất nhiều cách, các ngân hàng đang cạnh tranh với nhau để có khách hàng. Chúng tôi sẽ yêu cầu doanh nghiệp là cam kết khi ngân hàng cho vay như thế thì sẽ thế chấp sau. Nên là chúng tôi sẽ thẩm định tài sản thế chấp, đang thế chấp tổ chức tín dụng bên kia thế nào, có đáp ứng được quy định của bên Agribank hay không. Từ khi thông tư 06 có hiệu lực, các ngân hàng bắt đầu cuộc đua cho khách hàng vay trả nợ cho ngân hàng khác, được kỳ vọng sẽ tạo ra một làn sóng giảm lãi suất cho vay thực chất và nhanh hơn từ nay tới cuối năm. Đây là một cái cơ chế mới, cái tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại cũng như tạo điều kiện cho doanh nghiệp để có thể lựa chọn những ngân hàng có vay lãi suất thấp và cũng là một trong cái cơ chế để các ngân hàng thương mại cạnh tranh với nhau nhiều hơn và có cái tác động để hạ lãi suất một cách tích cực hơn đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, người vay phải cân nhắc về việc vay trả nợ trước hạn, bởi lẽ khoản vay chỉ ưu đãi lãi suất ở 1 đến 2 năm đầu, nên cần so sánh mức giảm lãi suất so với những chi phí như phí phạt trả nợ trước hạn, phí bảo hiểm, công chứng, thẩm định giá tài sản đảm bảo. Bộ Xây dựng mới đây có đề xuất bỏ điều kiện về cư trú, mở rộng điều kiện về thu nhập với người mua nhà xã hội. Việc loại bỏ những tiêu chí đánh đố như vậy được cho là sẽ tạo cơ hội tiếp cận loại hình nhà ở giá rẻ nói chung cho nhiều người hơn trong thời gian tới. Tòa nhà ở xã hội Bamboo Garden nằm trong khu đô thị mới Sunny Garden thuộc địa bàn xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Theo như lời cư dân ở đây, mở bán đến lần thứ 28 mới hết tổng số 432 căn hộ vừa bán vừa cho thuê. Điều này trái ngược hoàn toàn với lần mở bán khu nhà ở xã hội NHS Trung Văn diễn ra mới đây, khi mà số lượng hồ sơ đăng ký gấp nhiều lần số căn thuộc cả hai diện mua và thuê mua. Thực ra thì cái khu chung cư Bamboo này thì nếu mình không nhầm thì nó tổng nó mở bán 28 đợt trong vòng khoảng 6 năm.
Thì thực ra những cái đợt đầu thì về cơ bản là cái điều kiện mua của nó thì nó tương đối là nó khắt khe vẫn theo các cái quy định chung của quy định của nhà nước. Thế còn đến thời điểm bây giờ thì hình như là nó bán hết đâu đó trong năm 2020 gì đó. Cũng theo cư dân, lý do chủ yếu dẫn đến việc tòa nhà ở xã hội Bamboo Garden ế khách mua, thuê là vì người dân khu vực này đáp ứng đủ điều kiện về cư trú thì không có nhu cầu mua căn hộ thuộc loại hình này. Ngược lại, những người có nhu cầu lại không đáp ứng được các tiêu chí theo quy định của pháp luật. Đối với người dân thực tế có nhu cầu mua thì nó còn vướng khá là nhiều, trong đó đặc biệt là các cái thủ tục đến thủ tục về hành chính và thủ tục về hộ khẩu. Ví dụ như chẳng hạn như là một người không phải hộ khẩu ở đây nhưng lại làm việc ở đây thì lại không đủ điều kiện mua, trong khi là nhu cầu thực tế người ta cần dùng và người ta cần sử dụng. Thế còn những người dân xung quanh ở đây thì thường thường lại cái nhu cầu mua lại rất là ít thì lại phù hợp với những cái điều kiện. Trường hợp khu nhà ở xã hội IEC Residence thuộc địa bàn xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội hơi khác một chút. Các căn hộ được bán rất nhanh sau đợt mở bán đầu tiên. Tuy nhiên, theo như lời đại diện chủ đầu tư dự án, công ty cổ phần đầu tư xây dựng và cơ điện IEC, nếu các điều kiện áp dụng đối với người mua nhà ở xã hội thời điểm đó được nới lỏng hơn, cơ hội sở hữu nơi ăn chốn ở của người dân càng nhiều hơn. Ví dụ, số người vay vốn ngân hàng chính sách với lãi suất thấp rất ít, đa số phải vay của các ngân hàng thương mại. Nhưng điều kiện với thu nhập của họ là không được đóng thuế thu nhập, lại không đủ điều kiện vay vốn của ngân hàng, hoặc nếu có, cũng không đủ trang trải cuộc sống với mức chi trả cả gốc lẫn lãi, khoản vay, mua nhà hàng tháng. Qua chúng tôi làm, chúng tôi được biết là với cái điều kiện vay ngân hàng của ngân hàng, ví dụ nếu mà được vay ngân hàng cái chính sách xã hội ấy, thì là cái việc tiếp cận cái nguồn vốn vay đấy nó cũng ít, không được nhiều. Đa phần người dân vẫn phải vay ngân hàng thương mại. Thì cái điều kiện của ngân hàng thì phải có thu nhập nó tương đối cao, phải đảm bảo được là cái trừ đi cái chi phí tối thiểu về sinh hoạt cho gia đình này, nuôi dạy con cái, học hành, và vẫn phải đảm bảo được đóng cái tiền lãi và cái tiền gốc hàng tháng để ngân hàng thì người ta mới cho vay. Nhưng mà nếu với cái điều kiện mà dưới 11 triệu để đảm bảo cái thu nhập cá nhân thì về cơ bản là lại không đáp ứng được cái đối với cái yêu cầu về mặt tài chính thu nhập của ngân hàng. Đấy, dẫn đến là nhiều người cũng bị bó buộc trong cái việc đấy, ta thỏa mãn điều kiện mua nhà ở xã hội nhưng mà lại cái khó khăn trong cái việc là có tiền để đóng vì vay ngân hàng mà khó. Trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo, dự kiến thông qua tại kỳ họp sắp tới của Quốc hội, nhiều tiêu chí được nới lỏng, trong đó bỏ các tiêu chí về cư trú, điều kiện về thu nhập cũng được xem xét theo hướng cao hơn so với hiện hành. Điều kiện nhà ở cũng tăng lên từ 10m² mỗi người lên thành 15m² mỗi người. Điều này tạo cơ hội cho người dân dễ dàng tiếp cận hơn với loại hình căn hộ bình dân. Chủ đầu tư cũng được hưởng lợi nhiều hơn. Chúng tôi cho rằng là nhiều dự án trong cái giai đoạn vừa qua bị vướng mắc và cũng bế tắc, cũng làm nản lòng các cái nhà phát triển khi tham gia vào nhà ở xã hội. Đó là cái việc là tiêu thụ các cái sản phẩm này, mặc dù nó rất là nhân văn, mặc dù nó rất là rẻ, mặc dù nó rất là hợp lý, nhưng mà nó do chúng ta khống chế các cái đối tượng để tham gia, dẫn đến là cái dự án nó họ không có đầu ra. Việc để chúng ta mở rộng hơn đối tượng có khó khăn về nhà ở và có nhu cầu được mua nhà ở xã hội thì cái việc mà giải quyết cái tính hiệu quả, cái tính đảm bảo kinh doanh của dự án nó sẽ cao hơn. Theo thống kê của Bộ Xây dựng, tính đến nay, trên địa bàn cả nước đã hoàn thành 301 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị và nhà ở công nhân khu công nghiệp, quy mô xây dựng khoảng 155.800 căn, với tổng diện tích hơn 7.790.000 m². Tuy nhiên, kết quả đến nay mới đạt được 7,79 triệu m² trên 12,5 triệu m² theo yêu cầu. Trong đó, nhà ở công nhân là 3,13 triệu m² với 62.700 căn hộ. Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp đô thị là 4,65 triệu m² với 93.090 căn hộ. Mới đây tại buổi họp thường kỳ tháng 9 của DSC Group, đại diện Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng DSC cho biết dự án DSC Lantana City Hà Nam, tên pháp lý là khu nhà ở Lam Hạ Center Point, với tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng đang được đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục pháp lý.
Ngay sau khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1:500 theo quyết định số 907 ngày 14 tháng 8 năm 2023, DIC Group đã trình Bộ Xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Hiện DIC đang nỗ lực đẩy nhanh việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo đúng quy định. Dự án khu nhà ở Lam Hạ Centerpoint có diện tích hơn 13,5 ha với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng và nằm tại vị trí đắc địa của thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Các sản phẩm của dự án này gồm biệt thự, nhà phố thương mại, shop house, nhà ở liền kề, chung cư cao cấp và trung tâm thương mại. Ngoài các công trình nhà ở, dự án này còn có nhà văn hóa, công viên. DIC là đơn vị phát triển bất động sản có quỹ đất gần như lớn nhất trong nhóm các doanh nghiệp bất động sản vốn hóa vừa trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay. Với tiền thân là đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng, DIC đặc biệt có thế mạnh đối với các dự án đô thị lớn. Một số dự án tiêu biểu của doanh nghiệp bất động sản này đang phát triển có thể kể đến như Long Tân, Nam Vĩnh Yên, Bắc Vũng Tàu, v.v. Trong không khí náo nhiệt chào đón Tết Trung Thu 2023, các khu phố chuyên bày bán đồ chơi ở Hà Nội như là hàng mã, hàng lược, hàng gai ngập tràn những sắc màu rực rỡ. Trong không khí náo nhiệt chào đón Tết Trung Thu 2023, các khu phố chuyên bày bán đồ chơi ở Hà Nội như hàng mã, hàng lược, hàng gai ngập tràn những sắc màu rực rỡ. Trước đây, từng có những mùa Tết Trung Thu, đồ chơi điện nhập khẩu chiếm sóng thị trường với lý do giá rẻ, tiểu thương nhập về dễ bán, chưa kể màu sắc sặc sỡ, âm thanh sống động và có nhiều tính năng khác nhắm trúng tâm lý trẻ nhỏ. Những năm gần đây, các loại đồ chơi truyền thống, đồ chơi thủ công tiếp tục được yêu thích trở lại. Các món đồ chơi thủ công như mặt nạ bồi, đèn lồng, đèn ông sao, đầu lân được bày bán nhiều hơn, thu hút sự chú ý của phần đông người mua hàng. Để mà những người tham gia và người phụ huynh đi chợ mua đồ Trung Thu là hay mua về những cái đồ cổ truyền, ví dụ như là đèn ông sao này, hay là cái chép, các hình của đèn cù, đèn ông sư. Thế còn cũng có một số, năm nay nó ra một số cái đèn lồng, kiểu lồng thỏ của kiểu nó mới. Thanh niên các cháu trẻ nhỏ nó thích, nó có đẹp. Giá cả thì cũng có cái nó giữ giá, mà cũng có cái thì nó rẻ hơn, hoặc là cũng có cái thì nó đắt hơn. Thế theo giá thị trường. Nhiều tiểu thương chia sẻ, mặc dù đồ chơi truyền thống được ưa chuộng trở lại, nhưng không vì thế mà đẩy giá lên cao, mặt bằng giá bán năm nay vẫn không có nhiều khác biệt so với mọi năm. Cụ thể, một số loại lồng đèn thủ công có giá chỉ từ 20.000 đến 50.000 đồng một chiếc, đèn ông sao có giá từ 10.000 đến 30.000 đồng một chiếc, các loại mặt nạ có giá từ 50.000 đến 90.000 đồng một chiếc tùy loại, chống lân trẻ em bằng gỗ mini có giá từ 75.000 đến 95.000 đồng một bộ, hay chống lắc tay có giá từ 30.000 đến 40.000 đồng một chiếc. Tiếp tục chương trình sẽ là một số tin vắn đáng chú ý. Trong một email gửi tới nhân viên Bemin Việt Nam gần đây, thương hiệu này cho biết khả năng thu hẹp hoạt động tại Việt Nam bởi thị trường giao đồ ăn đầy thách thức. Được biết, công ty đã sa thải và thu hẹp quy mô hoạt động theo định hướng của vùng và CEO tạm thời. Hiện tại, chưa rõ Bemin sẽ cắt giảm bao nhiêu việc làm tại Việt Nam. Tuy nhiên, hãng giao đồ ăn Hàn Quốc đã dừng hoạt động tại một số địa phương như Hội An, Thái Nguyên, Bắc Ninh. Đầu năm ngoái, đây là ứng dụng giao đồ ăn có độ phủ địa lý lớn nhất khi có mặt tại 21 tỉnh thành. Kết thúc phiên giao dịch ngày 28 tháng 9 giờ Mỹ, cổ phiếu VinFast trên sàn Nasdaq niêm yết ở mức 12,56 đô la Mỹ một cổ phiếu, tăng 11,94%. Với hơn 5 triệu được giao dịch trong ngày, cổ phiếu VinFast bật tăng trở lại sau 6 phiên giảm trước đó. Với mức giá hiện tại, vốn hóa của VinFast đạt hơn 29,2 tỷ đô la Mỹ. Quy mô vốn hóa của hãng xe điện này tăng trở lại thứ hạng thứ 17 trong các hãng xe ô tô trên thế giới, xếp trên là hãng Tata Motors của Ấn Độ và sau Hyundai của Hàn Quốc, Li Auto của Trung Quốc và sau hãng Maruti Suzuki India. Tính đến ngày 15 tháng 9, có 5 doanh nghiệp không tuân thủ quy định về quỹ bình ổn giá xăng dầu và không thể tìm thấy các thông tin công khai về quỹ này trên trang web theo yêu cầu.
Các doanh nghiệp đó là công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thủy bộ Hải Hà, công ty cổ phần dầu khí Đông Phương, công ty cổ phần tập đoàn Thiên Minh Đức, công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu Tây Nam SWP và công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Linh Phát. Ngoài ra, có 3 doanh nghiệp không phát sinh hoạt động trích lập sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu, đó là công ty cổ phần dầu khí Phương Đông, công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Linh Phát, công ty cổ phần Apollo Oil. Trước tình hình trên, Bộ Tài chính đã đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục rà soát thông tin hoạt động kinh doanh của thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, trong đó có việc sử dụng quỹ bình ổn giá theo thông báo điều hành của Bộ Công Thương. Thí điểm thu phí không dừng đối với xe vào sân bay Nội Bài Tân Sơn Nhất là đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam gửi Bộ Giao thông Vận tải. Theo đó sẽ thí điểm dịch vụ thu phí không dừng ETC tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất trong 6 tháng để tạo thuận tiện cho người dân. Trước đó tháng 1 năm 2023, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV đề xuất Bộ Giao thông Vận tải cho phép triển khai ETC với xe vào sân bay sau khi các nhà cung cấp dịch vụ ETC hoàn thiện hệ thống thu phí không dừng tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Đến nay, đề xuất trên chưa được thực hiện do gặp vướng mắc về cơ sở pháp lý, các trạm thu phí xe vào sân bay vẫn thu tiền thủ công. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn 3, tỷ lệ 1/500 tại các ô đất quy hoạch ký hiệu NT01, TH02, CT05, CT06 thuộc địa bàn phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Tổng diện tích ô đất đề xuất điều chỉnh quy hoạch khoảng 84.301 m². Việc điều chỉnh đảm bảo cân đối dân số giữa các ô đất, không tăng quy mô dân số khu đô thị theo quy hoạch được phê duyệt và khớp nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan tổng thể theo quy hoạch chi tiết khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn 3, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc tuân thủ quy hoạch phân khu đô thị được duyệt, quy chuẩn xây dựng Việt Nam. Thưa quý vị, mới đây các viện nghiên cứu kinh tế hàng đầu của Đức đã đưa ra dự báo nền kinh tế nước này sẽ suy giảm trong năm nay. Con số dự báo được đưa ra là 0,6%. Lý do đưa ra dự báo này là ngành công nghiệp và tiêu dùng tư nhân ở Đức phục hồi chậm hơn mức dự báo trước đây. Nền kinh tế Đức đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong hơn một năm qua. Giá năng lượng tăng vọt trong năm 2022 đã chấm dứt quá trình phục hồi sau đại dịch COVID-19. Tỷ lệ lạm phát tăng cao khiến sức mua của người dân giảm mạnh. Lãi suất cơ bản tăng mạnh ảnh hưởng lớn tới các ngành kinh tế, đặc biệt là ngành xây dựng. Tâm trạng của các doanh nghiệp gần đây tiếp tục xấu đi. Báo cáo ngày 25 tháng 9 của Viện IFO cho thấy, chỉ số tâm lý kinh doanh của doanh nghiệp Đức đã giảm tháng thứ 5 liên tiếp. Các chỉ số kinh tế cho thấy sản lượng của Đức cũng sẽ giảm đáng kể trong quý 3 năm nay. Tuy nhiên, một số chỉ số khả quan cũng cho thấy suy thoái có thể sẽ giảm dần vào cuối năm. Đối với năm 2024, các viện nghiên cứu dự báo nền kinh tế đầu tàu châu Âu sẽ tăng trưởng 1,3%. Trong trung hạn, tốc độ tăng trưởng sẽ giảm đáng kể do số lượng lao động ở Đức giảm. Sự suy giảm kinh tế cũng sẽ tác động đến thị trường lao động. Tuy nhiên, các viện nghiên cứu cho rằng tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng vừa phải lên mức 2,6 triệu người năm 2023. Trong năm tới, số người thất nghiệp có thể sẽ giảm nhẹ. Về lạm phát, các chỉ số cho thấy xu hướng giảm dần. Tỷ lệ lạm phát được dự báo sẽ ở mức 6,1% năm 2023 và sẽ tiếp tục giảm xuống mức 2,6% trong năm 2024. Indonesia mới đây thông báo sẽ cấm các nền tảng truyền thông xã hội giao dịch và thanh toán trực tiếp. Quy định này được đưa ra sau khi các nền tảng thương mại xã hội như TikTok Shop làm giảm mạnh hoạt động sản xuất và bán hàng của các cửa hàng hay doanh nghiệp bán hàng trực tiếp. Tại Indonesia, mua hàng trên mạng xã hội đặc biệt là TikTok Shop rất phổ biến. Vì theo người tiêu dùng, mặt hàng bán trên TikTok Shop đa dạng, có hàng nhập khẩu được bán với giá rẻ hơn thị trường rất nhiều. Trên các nền tảng thương mại điện tử khác, phí dịch vụ rất cao, nhưng trên TikTok Shop hoàn toàn miễn phí và không kèm điều kiện. Các cửa hàng này cũng hay có các chương trình khuyến mãi để thu hút người tiêu dùng. Tuy nhiên, sự bùng nổ của hoạt động buôn bán trên mạng xã hội lại gây ảnh hưởng đến các cửa hàng, doanh nhân siêu nhỏ, nhỏ và vừa tại các chợ truyền thống. Trong một cuộc khảo sát gần đây, các thương nhân cho biết họ đã bị giảm hơn 50% lợi nhuận vì không thể cạnh tranh với hàng nhập khẩu được bán với giá thấp hơn và tràn lan trên các phương tiện truyền thông xã hội. Chính vì vậy, chính phủ Indonesia đã đưa ra quyết định cấm bán hàng trực tiếp trên các trang mạng xã hội. Tuy nhiên, kinh doanh trên mạng xã hội vẫn được phép nếu được cấp giấy phép thương mại điện tử. TikTok có lẽ là mạng xã hội bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi quyết định này. TikTok có tới 8.000 nhân viên ở Đông Nam Á và 2 triệu nhà cung cấp nhỏ bán sản phẩm ở Indonesia, nền kinh tế lớn nhất khu vực. TikTok cho rằng chính phủ nên xem xét ảnh hưởng của lệnh cấm đối với sinh kế của 6 triệu người bán hàng địa phương và khoảng 7 triệu chi nhánh của người sử dụng TikTok Shop. Về phía người tiêu dùng, một số người cho rằng quyết định của chính phủ khiến họ mất đi một sự lựa chọn mua sắm giá rẻ. Giá hàng hóa được bán trên TikTok Shop là rẻ nhất so với các sàn thương mại điện tử khác. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng mất chỗ mua đồ giá rẻ, nhưng nếu vì lợi ích của người dân Indonesia, họ sẽ quay lại các sàn thương mại điện tử truyền thống.
Trong khi lệnh cấm khiến người mua thất vọng, thì một số người bán hàng tại các cửa hàng truyền thống ở Indonesia lại ăn mừng. Họ cho rằng điều này sẽ giúp kéo người mua đến các cửa hàng trực tiếp. Nhiều người cũng cho rằng quyết định này có thể ảnh hưởng đến một số doanh nghiệp địa phương đang bán trên mạng xã hội. Thay vì cấm thì nên hạn chế, dừng bán các sản phẩm nhập khẩu và tăng cường quảng bá các sản phẩm nội địa. Với quyết định mới này, chính phủ Indonesia có thể sẽ vấp phải những thách thức khi thực hiện lệnh cấm bởi người dân đã quá quen với hoạt động thương mại trên mạng xã hội, đặc biệt kể từ sau đại dịch COVID-19, và việc đi ngược lại xu hướng sẽ không hề dễ dàng. Hyundai và Kia đang thu hồi tổng cộng 3,37 triệu xe tại Mỹ do nguy cơ cháy động cơ, đồng thời yêu cầu chủ xe đỗ xe bên ngoài và tránh xa các công trình cho đến khi việc sửa chữa hoàn tất. Các nhà sản xuất ô tô cho biết, do rỉ dầu phanh bên trong có thể gây chập điện và dẫn đến hỏa hoạn, Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ nhấn mạnh các chủ xe nằm trong diện triệu hồi nên làm theo lời khuyên của các nhà sản xuất ô tô và đỗ xe bên ngoài cho đến khi sửa chữa xong. Hyundai cho biết hãng đã ra báo cáo về 21 vụ cháy và 21 sự cố về nhiệt khác kể từ năm 2017 liên quan đến đợt triệu hồi, trong khi Kia đã báo cáo về ít nhất 10 vụ cháy và sự cố được xác nhận. Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ thông báo, cả hai nhà sản xuất ô tô đều không có báo cáo về bất kỳ vụ tai nạn, thương tích hoặc tử vong nào liên quan đến lỗi này. Đợt thu hồi của Kia tại Mỹ bao gồm 1,73 triệu xe Borrego, Cadenza, Ford Sportage, Sario, Sorento và Rondo. Theo hồ sơ gửi Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ, đợt triệu hồi này bao gồm nhiều mẫu xe khác nhau từ năm 2010 đến năm 2017. Nhà sản xuất ô tô cho biết, nguyên nhân là do bộ điều khiển điện tử thủy lực trên xe có thể bị chập điện do rỉ dầu phanh, dẫn đến cháy khoang động cơ khi đỗ hoặc lái xe. Bên cạnh đó, Hyundai đang triệu hồi 1,64 triệu xe Elantra, Genesis Coupe, Sonata Hybrid, Accent, Azera, Santa Fe Sport, v.v. các mẫu xe từ năm 2011 đến 2015. Nhà sản xuất ô tô cho biết, mô đun hệ thống chống bó phanh ABS có thể rò rỉ phanh bên trong và gây nguy hiểm, dẫn đến cháy khoang động cơ mỗi khi đỗ hoặc lái xe. Hyundai có kế hoạch thông báo cho chủ xe mang xe đến đại lý để thay thế mô đun ABS. Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ cho biết, Kia vẫn đang tìm cách giải quyết. Các nhà sản xuất ô tô có kế hoạch thông báo cho chủ sở hữu xe vào tháng 11 tới đây. Sau hơn 4 tháng thử nghiệm, con tàu một ray treo ngược trên không đầu tiên của Trung Quốc đã chính thức đi vào hoạt động tại khu công nghệ cao ở Đông Hồ, thành phố Vũ Hán vào ngày 26 tháng 9. Con tàu này có gì độc đáo? Hãy cùng VOV TV tìm hiểu. Con tàu được vận hành trên tuyến đường tham quan thuộc hành lang sinh thái trung tâm của thung lũng Quảng Học, tên gọi tắt của khu công nghệ cao Đông Hồ ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Tuyến đường sắt có tổng chiều dài 26,7 km, giai đoạn đầu dài 10,5 km với 6 nhà ga. Mỗi ga là một điểm dừng chân gắn với cảnh quan của hành lang sinh thái. Với tầm nhìn 270 độ do lắp các ổ cửa kính từ trần đến sàn, con tàu treo trên không này đang trở thành một yếu tố thu hút du lịch mới ở Vũ Hán. Tôi đến để trải nghiệm vì thấy con tàu này mới lạ, cảm giác về mặt công nghệ cũng được, cứ như trong phim viễn tưởng. Với tầm nhìn phong cảnh 270 độ, tôi có thể xem được hầu hết các cảnh quan của hành lang sinh thái tại đây. Ông Tiêu Công Dục, trưởng ban quy hoạch và thiết kế của công ty giao thông thung lũng Quang Học Vũ Hán cho biết, đây mới là giai đoạn 1 của một dự án du lịch kết hợp các phương tiện giao thông cả trên sông, trên bộ, trên không và dưới lòng đất tại thung lũng này trong tương lai. Theo ông, thời gian đầu tàu sẽ chạy thành từng nhóm hai toa theo hai hướng ngược nhau. Để đi hết các bến sẽ mất khoảng 30 phút. Sau này, dựa trên lưu lượng người qua lại, các toa có thể linh hoạt kết hợp từ 2 đến 6 toa nhằm đáp ứng nhu cầu của hành khách. Sau khi toàn tuyến đi vào hoạt động, chúng tôi sẽ vận hành hơn chục toa xe. Hiện chúng tôi chạy theo từng nhóm gồm 2 toa, sức chứa tối đa hơn 220 người. Tốc độ di chuyển tối đa có thể đạt 60 km một giờ. Tốc độ trung bình khoảng 30 đến 40 km một giờ. Trong khi đó, theo ông Vương An Quân, giám đốc hệ thống thiết bị của công ty, tàu treo này có mức độ thông minh cao do được trang bị chức năng không người lái hoàn toàn tự động. Toàn bộ quá trình khởi động, dừng đỗ, đóng mở đều được điều khiển tự động mà không cần thao tác thủ công. Người lái tàu chỉ cần ứng phó trong trường hợp khẩn cấp. Cũng phải một
là loại hình giao thông đường sắt mới, xanh và carbon thấp. Đường sắt treo có các ưu điểm là tốc độ xây dựng nhanh, thời gian xây dựng ngắn và chi phí xây dựng thấp. Hiện tại, chúng tôi sử dụng đường sắt treo phục vụ tuyến du lịch sinh thái. Trong tương lai, với đặc điểm lưu lượng giao thông thấp và trung bình, đường sắt treo còn có thể được dùng làm mạng lưới giao thông xương sống của các khu đô thị mới hoặc bổ sung cho tàu điện ngầm và đường sắt trên cao. Việc nghiên cứu và xây dựng đường sắt treo bắt đầu ở Đức. Tuyến đường sắt treo đầu tiên trên thế giới đã hoạt động ở nước này được hơn 100 năm. Trung Quốc là quốc gia thứ ba trên thế giới sau Đức và Nhật Bản làm chủ được công nghệ đường sắt treo. Theo thống kê chưa đầy đủ, kiểu đường sắt này hiện đang được xây ở khá nhiều nơi tại Trung Quốc như Thành Đô, Giang Tây. Một tuyến đường sắt treo đệm khí nam châm vĩnh cửu dài 800 mét mang tên Hưng Quốc ở tỉnh Giang Tây cũng đã được đưa vào thử nghiệm. Với nhiều ưu điểm vượt trội, theo các chuyên gia Trung Quốc, đường sắt treo có triển vọng ứng dụng rộng rãi ở nước này như một phương tiện kết nối và kéo dài của mạng lưới giao thông đường sắt công suất lớn ở các thành phố lớn, hay như một tuyến giao thông công cộng xương sống trong các khu đô thị mới hay các thành phố vừa và nhỏ, cũng như các tuyến giao thông nối giữa các nhà ga sân bay, đường sắt cao tốc, đường sắt nội đô, tàu điện ngầm và bến xe đường dài, hoặc các tuyến giao thông bên trong các khu thương mại lớn, khu phát triển, nhà máy quy mô lớn hay trong khuôn viên các trường đại học có diện tích rộng. Đây là chuyến tàu đường sắt trên không đầu tiên đi vào hoạt động thương mại ở Trung Quốc và nó đã tạo ra tiền lệ cho việc sử dụng thương mại các đoàn tàu một dây treo trên không tại quốc gia này. Với một số ưu điểm vượt trội như thời gian xây dựng ngắn, chi phí thấp, tận dụng tối đa không gian, không ảnh hưởng đến hệ thống giao thông đường bộ, có lợi cho việc cải thiện tình trạng tắc nghẽn đô thị. Tàu điện chạy trên đường dây treo ngược đầu tiên của Trung Quốc này đang được xem như một giải pháp thử nghiệm cho giao thông trong tương lai ở thành phố Vũ Hán, nơi thường xuyên xảy ra tắc đường, và xa hơn là các thành phố thông minh của Trung Quốc. Bích Thuận, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam, đưa tin từ Vũ Hán, Trung Quốc. Thưa quý vị, Tết Trung Thu là nét văn hóa truyền thống tại nhiều quốc gia châu Á. Cứ gần đến ngày 15 tháng 8 âm lịch hàng năm, người dân ở các nước này lại háo hức chuẩn bị đón Tết Trung Thu, từ mua sắm đồ trang trí đến chuẩn bị những phần quà là những chiếc bánh để tặng người thân và cả đi du lịch. Mùa Trung Thu năm nay ở Trung Quốc ghi nhận bùng nổ mua sắm du lịch. Năm nay, người dân Trung Quốc sẽ được hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ lễ Trung Thu không còn bị phong tỏa dịch COVID-19 như dịp này năm ngoái. Tiêu dùng và du lịch nội địa vì thế được dự báo sẽ bùng nổ với hàng loạt điểm đến trang hoàng lộng lẫy như thế này. Đặc biệt, dịp Trung Thu này, người dân Trung Quốc có đến 8 ngày nghỉ liên tiếp vì liền với kỳ nghỉ Quốc Khánh, kéo dài từ ngày 29 tháng 9 đến mùng 6 tháng 10. Đặt tour trực tuyến du lịch nước ngoài đã tăng hơn 30% khi mà Trung Quốc đã cho phép tổ chức tour du lịch theo đoàn đến 138 nước. Du lịch trong nước cũng tăng trưởng mạnh. Hơn 2 tuần trước kỳ nghỉ, hơn 235 triệu vé tàu đã được bán ra. Nhiều nơi lượng đặt phòng thông báo đã tăng gấp 3-4 lần. Dự kiến trong toàn kỳ nghỉ, cả nước Trung Quốc sẽ có tới 1,58 triệu lượt khách ra vào mỗi ngày, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tại Hàn Quốc, người dân nước này cũng đã chính thức bước vào kỳ nghỉ Tết Trung Thu kéo dài 6 ngày, bắt đầu từ ngày 28 tháng 9. Tết Trung Thu năm nay là năm đầu tiên Hàn Quốc bãi bỏ hoàn toàn các biện pháp phòng dịch COVID-19 và cũng là lần đầu tiên chính phủ cho phép nghỉ Trung Thu 6 ngày liên tục, nên người dân Hàn Quốc đổ về quê đón Tết. Dự kiến sẽ có hơn 40 triệu lượt người về quê hoặc đi du lịch, thăm thân trong dịp nghỉ lễ này, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại Nhật Bản năm nay, một lễ hội Trung Thu lớn đã được tổ chức tại công viên Ueno ở Tokyo, thu hút hơn 100.000 du khách đến trải nghiệm, nếm thử các món ăn ngon và thưởng thức các màn trình diễn rực rỡ sắc màu. Tết Trung Thu là một lễ hội quan trọng trên khắp Đông Á. Chúng tôi hy vọng nhân cơ hội này sẽ tạo ra một sự kiện văn hóa của châu Á, trong đó có Trung Quốc và Nhật Bản. Tại Singapore, những chiếc đèn lồng đầy màu sắc trên đường phố của các điểm tham quan mang tính biểu tượng như khu phố người Hoa Gardens by the Bay thu hút đông người dân địa phương cũng như khách du lịch nước ngoài. Hôm nay cháu cùng với bố mẹ và chị gái đi ngắm đèn ở khu phố người Hoa, thực sự rất đẹp. Những chiếc đèn lồng có nhiều kiểu dáng liên quan đến lễ hội như thỏ, bánh trung thu và những lời chúc như đoàn viên, hoa nở hay trăng rằm tạo nên không khí sôi động cho mùa lễ hội năm nay ở Singapore. Nổi bật là chiếc đèn lồng chính cao hơn 8 mét, tượng trưng cho một cặp vợ chồng có 3 con, thể hiện một gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Còn tại Việt Nam, nhắc đến Trung Thu thì không thể không nhắc tới khu phố cổ, với hàng mã hàng lược là trung tâm. Năm nay, quận Hoàn Kiếm tổ chức phục dựng Trung Thu xưa, với điểm nhấn là không gian đèn lồng khổng lồ. 30 chiếc đèn với nhiều hình thù, với kích thước mỗi chiếc dài gần 2 mét, đã tạo nên một khung cảnh rực rỡ sắc màu cho tuyến phố Trung Thu, mang lại cảm giác như được trở về với Trung Thu xưa cho người dân. Những cái bức ảnh cổ mà cũng gần đây cũng xuất hiện rất là nhiều ở trên
các cái thông tin đại chúng. Những cái đèn xuất hiện cách đây khoảng 100 năm mà rất là phổ biến ở cái phố Hàng Mã này, ở Hà Nội này. Nhưng mà do cái sự thay đổi cái biến thiên của lịch sử là hầu như là đến bây giờ là người dân cũng phần như là bị lãng quên mất là cái đèn lồng, hình dáng của cái đèn lồng cổ Trung Thu. Dạ, em cảm thấy rất là vui và em cảm thấy rất là đẹp á, tại vì nó cũng là một cái cách để cho tụi em nhớ về lại những cái truyền thống của Việt Nam từ hồi xa xưa đến giờ. Thì thật ra là cũng không có nhiều cái cơ hội để mình có thể mình thấy những cái lồng đèn và nó đẹp đến như vậy. Và nhắc đến Trung Thu thì cũng không nên bỏ qua lễ hội Thành Tuyên ở Tuyên Quang. Đến nay, lễ hội Thành Tuyên đã nhận được xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam với mâm cỗ Trung Thu lớn nhất Việt Nam. Đêm hội có nhiều mô hình đèn Trung Thu độc đáo và lớn nhất Việt Nam và cặp đèn lồng lớn nhất Việt Nam. Thay vì diễn ra vào đúng ngày rằm tháng 8, năm nay lễ hội này được tổ chức sớm từ ngày 23 tháng 9, tức là ngày 9 tháng 8 âm lịch, để tạo điều kiện cho du khách thập phương có thể đến trải nghiệm Trung Thu Tuyên Quang được lâu hơn. Cháu thích mô hình con rồng. Vì con rồng rất đẹp, rất háo hức, lúc nào cũng mong chờ để đi xem. Điểm nhấn của lễ hội năm nay là hàng trăm chiếc đèn lồng khổng lồ được lấy cảm hứng từ cuộc sống đời thường, những câu chuyện cổ tích với sắc màu rực rỡ.